Kết quả bốc thăm đã an bài, đội tuyển Việt Nam đã chính thức biết được những đối thủ của mình mà sẽ đụng độ tại vòng bảng ASEAN Cup hay tên cũ là AFF Cup 2024. Ban tổ chức cũng thật biết cách kéo dài sự kiên nhẫn và hồi hộp cho người hâm mộ khi bốc thăm nhóm hạt giống số 1 sau cùng, khi lần lượt những đội bóng Lào, Myanmar, Philippines và Indonesia được xếp vào bảng B. Vị trí khuyết còn lại chỉ chờ Thái Lan hoặc Việt Nam lấp vào. Và cuối cùng, lá thăm được mở chính là Việt Nam. Người ta nói vui rằng đội tuyển Việt Nam như được đá lại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khi tái đấu Indonesia và Philippines ở AFF Cup 2024. Gặp lại nhau một lần thì nó là cái duyên, nhưng gặp lại nhau nhiều lần thì có lẽ đó là cái nợ rồi. Lần thứ 3 trong năm 2024, Việt Nam và Indonesia lại được xướng tên trong cùng một bảng đấu. Và truyền thông Indonesia cũng bày tỏ sự ngạc nhiên về sự trùng hợp đến khó tin này. Tuyển Indonesia sẽ lại đối đầu với Việt Nam. Gần đây hai đội gặp nhau rất thường xuyên ở nhiều cấp độ khác nhau. Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, Indonesia đã toàn thắng cả hai trận đấu trước đối thủ này, tờ Bola viết. Trước hai màn chạm trán tại vòng loại World Cup, đội tuyển Indonesia đã giành chiến thắng trước chúng ta ở vòng bảng vòng chung kết Asian Cup 2024. Thực tế, sức mạnh của đội bóng xứ vạn đảo không chỉ được thị uy trong 3 trận thắng liên tiếp trước Việt Nam, mà còn ở sân chơi khu vực lẫn châu lục thời gian qua. Dẫu vậy, khi nhìn lại lịch sử AFF Cup, thì thành tích có lẽ sẽ ít nhiều khi những đôi chân của các cầu thủ đội tuyển Indo chùn bước, khi mà Garuda đã 6 lần vào chung kết nhưng đều gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Theo đó, một tờ báo khác của xứ vạn đảo, tờ Sindo News viết, đội tuyển Indonesia chưa bao giờ vô địch giải đấu 2 năm được tổ chức một lần này kể từ khi nó được tổ chức vào năm 1996. Tất nhiên, người hâm mộ sẽ hy vọng đội tuyển Garuda sẽ có thể làm nên lịch sử khi trở thành nhà vô địch tại giải đấu này. Song song với sự tự tin đó, thì truyền thông xứ vạn đảo cũng bày tỏ sự quan ngại và hoài nghi nhất định về cơ hội của đội tuyển Indo tại AFF Cup 2024. Theo đó, bảng tử thần là cụm từ mà OK Zone của Indonesia gọi bảng B. Từ này đánh giá Việt Nam, Philippines đều là những đối thủ khó chịu, cho dù Indo đã có nhiều kết quả tích cực trước họ trong thời gian gần đây. Câu hỏi lúc này là liệu huấn luyện viên Shin Tae-yong có thể đưa Indonesia lên ngôi vô địch ASEAN Cup hay không? Từ năm 1996 đến nay, bóng đá của chúng ta chưa từng có được chiếc cúp danh giá nhưng đã có tới 6 lần về nhì, tờ OK Zone nhấn mạnh. Bên cạnh đó, tờ Viva Gol cũng bày tỏ sự quan ngại màn tái đấu Việt Nam lần này sẽ không dễ dàng với đội nhà giống như 3 lần đối đầu gần nhất trong năm 2024. Khó khăn là điều mà tờ này đã lường trước, khi mà ASEAN Cup không thuộc FIFA đây nên huấn luyện viên Shin Tae-yong khó có thể triệu tập các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu. Không có được lực lượng tốt nhất, sức mạnh và tham vọng của đội tuyển Indo dự cũng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Đó là những phản ứng trái chiều của truyền thông Indonesia. Còn với những người làm bóng đá ở xứ vạn đảo, họ phản ứng ra sao khi hay tin đội nhà tiếp tục đụng độ đội tuyển Việt Nam? Chủ tịch cơ quan quản lý đội tuyển quốc gia Indonesia, ông Sumaji đánh giá kết quả bốc thăm của AFF Cup 2024. Chúng tôi đã rơi vào bảng đấu rất thú vị, đội tuyển Indonesia sẽ tái ngộ Việt Nam. Sự hào hứng là điều có thể cảm nhận rõ trong chia sẻ của lãnh đạo bóng đá Indo, vì này khẳng định đội nhà đã tiến bộ nhanh chóng trong thời gian qua và tự tin sẽ tiến xa tại AFF Cup 2024. Bên cạnh đó, một chi tiết đắt được ông Sumadi chia sẻ với Bola. Khi tôi báo tin cho huấn luyện viên Shin Tae-yong, ông ấy đã bật cười. Thuyền trưởng đội tuyển Indo vốn được biết đến ồn ào, lần này chỉ phản ứng với kết quả bốc thăm bằng vỏn vẹn một nụ cười và không có lời bình nào đi kèm. Nụ cười đó có thể là sự tự tin trước lần tái đấu đội tuyển Việt Nam và Philippines, hoặc nụ cười đó cũng có thể hiểu là sự bất lực, bởi có lẽ ông cũng không hiểu tại sao cái duyên nợ với Việt Nam lại kéo dài đến khó hiểu đến thế. Dưới triều đại của huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam dường như không coi Indonesia là đối thủ xứng tầm với chuỗi 5 trận bất bại trước đối thủ. Và khi đó, huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng chẳng có được một lần thắng trong màn đấu trí với người đàn anh đồng hương Park Hang-seo. Thế nhưng, mọi thứ đã đảo chiều kể từ khi thầy Park rời đi. Kể cả những người hâm mộ bi quan nhất có lẽ cũng chẳng tưởng tượng được đội tuyển Việt Nam để thua Indonesia không chỉ một mà tới 3 lần liên tiếp. Sau chiến thắng 1-0 tại vòng bảng Asian Cup 2023 và trận đấu ở lượt 3 bảng F, vòng loại 2 World Cup 2026, đội tuyển Indo tiếp tục cho đội tuyển Việt Nam nếm vị đắng khi đã bại chúng ta với tỷ số đậm 3-0 ngay trên sân nhà Mỹ Đình ở trận lượt về vòng loại World Cup 2026. Giấc mơ đến với sân chơi cao nhất thế giới gần như đã tan vỡ thành mây khói, người hâm mộ cạn kiệt niềm tin, VAR cũng hết kiên nhẫn và kết cục, huấn luyện viên Philippe Chuzier phải chia tay bóng đá Việt Nam ngay sau trận. Khi đó, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã nói với báo Hàn Quốc My Daily, thế hệ vàng Việt Nam sắp tàn, dù họ là đội tuyển mạnh. Ngược lại, thế hệ vàng của bóng đá Indo đang dần thành hình và tiến về phía trước. Nghe mà đau, nghe mà nhói lòng nhưng cũng chẳng thể phủ nhận. Bóng đá Việt Nam đã từng trải qua thời kỳ đỉnh cao dưới thời triều đại huấn luyện viên Park Hang-seo, vô địch AFF Cup 2018 và tứ kết Asian Cup 2019 và lần đầu vào tới vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo khi đó đã hay lại còn may. Hay bởi tài thao lược của mình, còn may bởi ông có trong tay lưới cầu thủ tài năng với những Công Phượng, Quang Hải, Hoàng Đức. Rất nhiều mũi giáo được người hâm mộ chĩa về huấn luyện viên Philippe Chuzier sau những thất bại liên tiếp của đội nhà thời gian qua. Song cũng cần phải nhìn nhận một cách thẳng thắn rằng, một phần lứa thế hệ vàng của chúng ta đang không còn đảm bảo được phong độ như thời kỳ đỉnh cao. Trong khi đó,
bóng đá Indo đang có được đà thăng tiến tương đồng với giai đoạn thành công của bóng đá Việt Nam dưới thời thầy Park. Đội tuyển Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tài năng với độ tuổi trung bình giữa 23. Nền tảng của đội tuyển này là thế hệ U23 giành huy chương vàng SEA Games 32 kết hợp với những cầu thủ mang dòng máu Lai đang thi đấu ở châu Âu của độ tuổi từ 20 đến 29. Đó là những trái ngọt đầu tiên mà họ thu được sau quá trình trẻ hóa lực lượng. Bên cạnh đó, bóng đá Indo cũng đang bước đầu gặt hái được những thành công với chính sách nhập tịch. Nói có sách, mách có chứng, trong 3 trận thắng liên tiếp trước đội tuyển Việt Nam vừa qua, dàn cầu thủ nhập tịch của họ đều đóng vai trò quan trọng cho lối chơi của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Như lính đánh thuê của Indo thì đã thi đấu rất chuyên nghiệp, tuân thủ chặt chẽ ý đồ ban huấn luyện đề ra, thậm chí không ngần ngại dùng tiểu xảo để ngăn cản những pha tấn công của các cầu thủ Việt Nam. Và họ dự vẫn sẽ là thứ vũ khí lợi hại mà đội tuyển Indonesia tự hào mang ra chinh chiến tại AFF Cup 2024. Từng đó là đủ cơ sở để tin huấn luyện viên Shin Tae-yong nở một nụ cười tự tin trước lần tái đấu Việt Nam ở sân chơi khu vực. Tuy nhiên, thuyền trưởng đội tuyển Indo cũng phải nhớ rằng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2024 sẽ không còn là đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2024 và vòng loại World Cup 2026. Đánh giá về các đối thủ tại vòng bảng AFF Cup, tân thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik nhận định đội tuyển Indo đang có phong độ tốt, màn trình diễn của họ thời gian qua rất khả quan. Trong khi đó, Philippines có rất nhiều cầu thủ nhập tịch mới. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng có những ưu thế riêng và nếu chuẩn bị kỹ càng, chúng tôi sẽ có kết quả tốt trong hai trận đấu này. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF không muốn gây áp lực cho huấn luyện viên Kim Sang-sik ở giai đoạn đầu cầm quân khi chỉ đặt chỉ tiêu lọt vào chung kết AFF Cup cho đội tuyển Việt Nam. Do vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn bày tỏ mong muốn và sự quyết tâm để cùng các học trò chinh phục ngôi vương giải khu vực. Tôi sẽ cần phải nghiên cứu nhiều để tìm ra phương án huấn luyện để có thể dẫn dắt các cầu thủ suốt giải đấu và hoàn thành mục tiêu đề ra. Tôi sẽ cố gắng để các cầu thủ thi đấu như một tập thể thống nhất, đạt kết quả tốt và đem đến cho người hâm mộ Việt Nam những màn trình diễn đẹp mắt, xứng đáng được nhận sự tán dương từ các cổ động viên. Mặc dù các đối thủ đều không dễ dàng, nhưng không có đội nào mà chúng tôi lại hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt ngay từ bây giờ để cố gắng tiến vào chung kết và giành kết quả tốt nhất, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh. AFF Cup là giải đấu không lớn so với những giải đấu thường được liệt kê trong bản hợp đồng 2 năm giữa huấn luyện viên Kim Sang-sik với bóng đá Việt Nam. Song để nói về tầm quan trọng thì nó lại được đánh giá bậc nhất. Ngay từ khi đặt chân đến mảnh đất hình chữ S, huấn luyện viên Kim đã nhanh chóng đi dự khán và duy trì sự miệt mài. Cần mẫn đó để săn những nhân sự tốt nhất để lắp vào bộ khung cho đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và các học trò sẽ có quỹ thời gian 6 tháng để chuẩn bị cho AFF Cup 2024, bao gồm cả hai trận đấu còn lại tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 trong tháng 6. Dù gần như đã hết cơ hội chạm tay đến tấm vé dự sân chơi cao nhất thế giới, thế nhưng đội tuyển Việt Nam dự vẫn sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao nhất bởi con nước còn tát, đồng thời chạy đà cho một sân chơi vừa sức hơn và thực tế hơn mang tên AFF Cup.